5 groups of 2 equals 10. 2 phần của 5 nhóm bằng 10. Giỏi lắm. Chúng tôi bắt đầu học lúc 8 giờ sáng với cuộc thảo luận của toàn nhóm và sau đó tôi chào buổi sáng với tất cả các em và chúc mừng các em nào đã làm một số bài tập về nhà giống như các em đã làm một bản flipgrid. Và tôi nói, này, cảm ơn các em đã làm flipgrid. Vì vậy, tên của những em đó đã được ghi nhận và các em rất là thích thú về điều đó. Kế đến, tôi xem lại những gì chúng tôi sẽ làm trong ngày và sau đó tôi bắt đầu với các nhóm đọc sách nhỏ và những nhóm này được có nhiệm vụ khác nhau từ 6 tới 10 em và tôi có 3 nhóm học sinh. Vì vậy, một phần của những gì quý vị thấy xung quanh lớp học là những cuộc thảo luận và chúng tôi thực hiện trong các nhóm nhỏ và các em đã tự phải ghi lại và các em thực sự rất thích thú về điều này. Sau đó, các em có 15 phút giải lao từ 10 giờ đến 10 giờ 15 và tiếp theo là 2 nhóm toán và điều đó cho phép tôi có chọn 35 phút để giảng dạy cho các em. Một trong những điều mà tôi đã làm, tôi đã tổ chức một buổi họp thông tin vào tuần trước. Vì vậy, điều đó thực sự rất là hữu ích vì đối với phụ huynh, nó thể hiện cho biết giáo viên của các em là ai. Và đối với tôi cũng vậy, tôi muốn biết phụ huynh của các em là ai. Thậm chí mặc dù tại địa điểm đó tôi không thể kết nối các em với cha mẹ, tôi nghĩ rằng tham gia vào việc này luôn có sự phấn khởi cho đầu năm. Đó là một niềm vui. Tôi nghĩ rằng những thử thách và cố gắng tìm ra những tài liệu học tập để làm trong việc giảng dạy hiệu quả và thực sự là thích thú. Và cái TV này tôi đã mua khi tôi ở nhà vì tôi có thể nhìn thấy các em và tôi cũng có thể nhìn thấy nhiều trong số các em ngồi ở trong những nơi u tối. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng điều quan trọng trong khi các em nhìn thấy tôi một cách rõ ràng và sắc nét, do đó bất cứ điều gì tôi đang dạy hoặc cho các em xem dù là trên bảng hoặc là chỉ mình tôi và sự hiện diện của tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng với các em có nhìn thấy. Sau đó, tôi muốn đưa các em đi tham quan một chút trong lớp học. Chúng tôi vừa kết thúc một buổi học nghệ thuật vẽ trong tuần này và trong một số những em đã đến nộp lại cho văn phòng hình vẽ của mình. Tôi muốn cho các em cảm thấy rằng mặc dù các em không ở đây với tôi về mặt thể chất, nhưng sự hiện diện của các em được ở đây vì khi các em nhìn thấy bảng thông báo, các em có thể tự hào nói rằng đó là nghệ thuật vẽ của tôi, đó là lớp học của tôi. Một điều quan trọng là tất cả các em có thể gia nhập trực tuyến trong lớp. Vào thứ hai, tôi bắt đầu học của lớp của mình. Tôi biết rằng các em đã có mặt. Hôm thứ hai, tôi có 26 trên 26 các em đã sẵn sàng học. Tôi cảm thấy các học sinh của chúng tôi rất muốn được đến trường và cha mẹ của các em đã rất ủng hộ. Tôi rất biết ơn và kinh ngạc trước sự ủng hộ của quý vị. Chúng ta đã học xong. Cô rất tự hào về các em. Chào tạm biệt.